cô ra đề vẽ trò chơi dân gian, thanh niên nhanh trí vẽ cả nhà đi đá gà ngày đầu xuân. Thế thì yêu cầu vẽ một trò chơi dân gian Việt Nam của cô giáo, một cậu học sinh đã nhanh trí vẽ ngay hoạt cảnh ngày xuân của gia đình em. Người nào người nấy cũng đều vô cùng là phấn khởi, cầm trên tay một con gà, rồi cùng nhau đi đến trường gà để mà thi thố. Không những thế, có người còn phát hiện thanh niên tinh tế đến mức vẽ một chú công an đứng sẵn ở gần đó để thực hiện công tác bí mật của mình. Trời ơi, trời, nó vẽ gia đình đi đá gà. Trời ơi, má ơi, ê, có công an nữa rồi phải không? Má ơi. Hình ảnh vừa thân thương, vừa gần gũi, vừa thấm đượm tình làng nghĩa xóm, lại vừa gợi nhớ biết bao ký ức đồng quê, khiến cho nhiều người không khỏi dâng trào cảm xúc. Một số bình luận được mọi người để lại: chợ gà đúng là trò chơi dân gian của Việt Nam mình mà. Thì thằng bé nó vẽ đúng rồi, Tết nhất thì chơi đá gà tài xỉu. Cô giáo mà chấm 0 điểm là chiếc này tới công chuyện với cô luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.